Hello, xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm hiệu ứng bóng gương các bạn nhé. Ở đây mình đã chuẩn bị một bức ảnh khá là đẹp. Để làm cái này thì các bạn chọn ảnh nào cũng được, nhưng mà nếu các bạn muốn cái sản phẩm của mình nó đẹp thì các bạn nên chọn một cái bức ảnh nó nhìn nó đẹp đẹp một tí, nó mờ ảo một tí thì làm nhìn nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ mở nó vào Photoshop. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra về cái kích thước của bức ảnh. Đây là 1900. Để làm bóng gương cho ảnh thì chúng ta phải mở rộng cái khung hình này ra để có không gian cho bóng gương bên dưới. Trước tiên mình sẽ Ctrl Z bức ảnh này lên, cái layer này lên này, thành layer 1. Chúng ta có thể đặt tên ở đây là bóng nước. Sau đó các bạn vào Image Size, chọn cả và size để mở rộng khung hình. Ở đây chúng ta sẽ mở rộng xuống phía dưới và nhập độ cao. Mình mở rộng tầm 700, ở đây 960 thì mình mở rộng tầm 700 thôi. Ấn OK. Sau đó cái phần bóng nước này chúng ta ấn Ctrl T. Ctrl T là bật cái Free Transform lên các bạn nhé. Các bạn có thể vào đây chọn Free Transform này. Sau đó các bạn kéo ngược xuống phía dưới và kéo lên. Các bạn kéo lên như thế này á, để ở cái khoảng này nó có một cái độ giao thoa này, để lát nữa chúng ta có thể dùng mask chúng ta xử lý chỗ này cho nó mềm mại. Ấn Enter. Đấy, hiện tại thì nó đã có phần phản chiếu bên dưới rồi nhưng mà nó chưa tạo ra hiệu ứng bóng nước. Cho nên chúng ta sẽ phải thực hiện các bước tiếp theo. Chúng ta ấn chuột phải vào bóng nước, chọn Convert to Smart Object. Sau đó các bạn vào Filter, các bạn chọn Blur, chọn Motion Blur. Trong phần Motion Blur này các bạn nhập giá trị là 90 độ. Ở đây các bạn nhập nó rơi tầm khoảng 10. 10 nó sẽ hơi mờ một tí, 15 thì cho nó mờ hơn một chút nữa. Đó, nó sẽ giật giật mờ mờ như thế này. Bây giờ các bạn thấy rằng là cái phía bên dưới nó đã mờ hơn phía bên trên, bởi vì cái bóng nước, cái hiệu ứng gợn sóng của nó sẽ khiến cho cái bóng cây nó bị mờ. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái template để làm cái gợn sóng. Chúng ta vào File, chọn New. Ở đây các bạn chọn 1920 nhân với 1080 hay là nhân với 900 đi. Ở phía dưới các bạn chọn cho mình là Transparency, ấn tạo. Nó sẽ như thế này. Layer này các bạn sẽ reset màu đen và màu trắng về mặc định. Và chúng ta vào Filter, chọn Render, chọn Cloud. Tiếp tục các bạn vào Filter, chọn Noise, chọn Edge Noise để tạo nhiễu. Ở đây các bạn chọn cái thuộc tính là Gaussian, kéo cái này lên hết là 400% và tích vào monochromatic. Ấn OK. Để cho nó hơi mờ ảo một chút, chúng ta vào filter, chọn blur, chọn Gaussian blur. Ở đây các bạn nhập giá trị bằng 1. Tiếp theo chúng ta vào filter, chọn blur, chọn motion blur. Ở đây các bạn nhập angle bằng 0. Distance kéo lên 2000. Và ấn OK. Các bạn tắt cái này và lưu nó lại với tên là template, sau đó ấn xếp lại. OK. Quay lại cái file lúc nãy ở phần bóng nước. Chúng ta chọn cái layer bóng nước. Sau đó các bạn vào filter, chọn filter gradle. Các bạn chọn xuống phần distort, chọn cho mình thuộc tính glass. Ở đây chúng ta sẽ chọn là fix on green. Nó hơi to một tí. Mình sẽ kéo nó nhỏ lại. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái bức ảnh bóng nước đây. Hiện tại thì nó đang chịu cái hiệu ứng của glass. Ở bên tay phải phần thuộc tính, các bạn ấn vào phần ba gạch, chọn Loadd Texture.
Các bạn chọn vào template chúng ta vừa tạo lúc nãy, ấn Open. Và chúng ta đã thấy rằng là cái bóng nước nó đã có một cái gợn sóng. Chúng ta có thể điều chỉnh giá trị như ở trên đây để điều chỉnh cái gợn sóng theo cái ý đồ của mình. Các bạn muốn gợn nhiều hay gợn ít. Đây này là cái mức độ lớn nhỏ của cái gợn sóng. Smooth là cái độ mềm. Scaling là cái khoảng cách như gợn sóng nhỏ hay là to. Các bạn chọn làm sao cho nó phù hợp là được. Khi các bạn chọn, các bạn kéo qua kéo lại xem là nó có bị lỗi ở đâu không. Ở đây mình để 103, 6 và 16. Sau đó chúng ta ấn OK. Các bạn thấy rằng là cái gợn sóng nó đã được áp vào phần bóng nước, nó sẽ giống cái bóng nước hơn. Bây giờ để chúng ta xử lý các cái phần giao thoa này cho nó mềm mại và hợp lý hơn này. Các bạn thấy là nó có một cái lỗi. Thì chúng ta sẽ phải tạo mask cho cái phần bóng nước này. Các bạn tạo mặt nạ. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào brush. Ấn phím Alt, ấn chuột phải và phóng to thu nhỏ brush. Làm sao cho hợp lý. Chúng ta giảm opacity xuống 50%. Và bắt đầu tẩy. Các bạn sẽ tẩy màu đen lên trên mask các bạn nhé. Các bạn tẩy, các bạn sẽ xóa nó đi. Thứ nhất là xóa cái phần lỗi này đi. Thứ hai là tạo ra cái mối giao thoa giữa phần mặt nước và cái phần bên trên, trông cho nó tự nhiên hơn. Đây là lý do mà tại sao chúng ta phải kéo cái phần bóng nước nó ăn lẹm lên bên trên một chút và nó phải nằm bên trên cái layer ảnh này. Rồi. Sau khi hoàn thiện xong thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có một bức tranh rất là đẹp, rất là huyền ảo. Nó có phần phong cảnh ở trên và có một cái hồ nước ở bên dưới rất là đẹp. Và nếu như chúng ta cần chỉnh màu cho đẹp nữa hay ánh sáng thì chúng ta sẽ làm thêm các bước khác. Ví dụ như ở đây mình sẽ điều chỉnh một chút về ánh sáng và độ tương phản cho bức ảnh. Chúng ta sẽ chọn Adjustment Layer. Các bạn chọn vào phần Curves. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái độ sáng tối cho bức ảnh để cho nó có cái độ tương phản. Ta có thể điều chỉnh lại một chút, nó hơi tối. Rồi. Màu mè thì các bạn có thể blend thêm các bạn nhé. Ok. Và trên đây là cái bài chia sẻ của mình về cách chúng ta tạo ra một cái hiệu ứng bóng nước rất là tự nhiên cho bức ảnh của mình. Mình rất hy vọng là cái cách này sẽ giúp cho các bạn có thêm một cái cách để làm đẹp cho ảnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn nào có ý kiến đóng góp xây dựng hay là có những cái cách làm khác, xin hãy để lại bình luận ở bên dưới video để cho mọi người cùng tham khảo và học hỏi các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.